Phương, Việt TV xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại Thư viện Thomas Jefferson thuộc thành phố và Virginia để gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong cuộc bầu cử năm nay năm 2020. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh sau đây. Cuộc bầu cử tổng thống năm nay năm 2020 vô cùng khác biệt với những lần bầu cử tổng thống đã qua. Vì đây là lần bầu cử tổng thống trúng vào mùa đại dịch COVID-19 đang lây lan trên toàn nước Mỹ bên cạnh đó đây cũng là năm mà con số cử tri ghi danh đi bầu rất cao và dựa vào số liệu của các cơ quan phụ trách bầu cử ở các bang thì tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử tổng thống năm nay sẽ đạt vào mức kỷ lục từng hàng dài người đứng xếp hàng tại các điểm bầu cử trong cái lạnh hay những cơn mưa của mùa thu sớm tại vùng thủ đô hoa thịnh đốn và các vùng phụ cận giữa mùa đại dịch mới thấy rõ sự quan tâm đến cuộc bầu cử năm nay như thế nào. Theo cá nhân chú thì cái ứng cử viên nào và cái tiêu chí của ứng cử viên như thế nào thì nó phù hợp với cho cái hoàn cảnh đất nước của Mỹ hiện nay à? à theo tôi thấy thì à, kể cả trên thế giới một cái gì mà lãnh đạo quốc gia thì phải đưa cái đất nước đó càng tiến à, và làm thế nào như à, nước Mỹ và các nước trên thế giới phải tránh được cái nạn cộng sản à, cái nạn mà bọn tàu cộng nó bành trướng ở khắp thế giới hiện tại thành ra một vị tổng thống mà mình được bầu để bầu rất là xứng đáng là những người có lòng yêu nước và sẽ đem cho đất nước mỹ này càng ngày càng tiến bộ và càng vững mạnh tôi đã bầu cho tổng thống donald trump cho nhiệm kỳ tới kính thưa quý vị vừa rồi là một số hình ảnh được diễn ra tại phòng phiếu Thomas Jefferson Library. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yêu phương tường trình từ Fontech và nhà.